Ok, xin chào các bạn đã đến với kênh của mình. Hôm nay mình sẽ cùng trao đổi về vấn đề là hệ thống đường ống công nghệ dầu khí, và lý do tại sao mình chia sẻ vấn đề này với tất cả mọi người, cũng như muốn thảo luận với tất cả mọi người về vấn đề này. Thì cái ngành thiết bị dầu khí tai pin rất là thịnh hành trong giai đoạn hiện nay, trong thời gian sắp tới rất là nhiều dự án phía Nam, dự án lọc hóa dầu Long Sơn triển khai rất là rầm rộ, và việc cần các kỹ sư công nghệ, các kỹ sư về tai pin cũng như thợ lắp, thợ hàn là nhu cầu rất là nhiều. Do đó là mình muốn trao đổi và thảo luận với các bạn về các vấn đề về đường ống, cũng chia sẻ với các bạn các kinh nghiệm của mình và các kiến thức mà mình có sưu tầm, cũng như các tiêu chuẩn về ADMI, các tiêu chuẩn về đường ống của Hiệp hội các kỹ sư Hàn cũng như các kỹ sư của Hoa Kỳ. Thì việc đầu tiên để khởi động cái mục đích học đó, thì mình muốn cho các bạn xem cái nhu cầu về cái ngành dầu khí. Đây, đây là trang Việt Nam Quốc và mình tìm từ khóa là piping. Tất cả địa điểm. Đấy. Thì đây các bạn xem là piping mechanical inspector. Đấy, kiểm soát chất lượng cơ khí đường ống, piping supervisor, nhân viên giám sát cơ khí đường ống, mức lương rất là cao, từ 500 tới 1.500 đô la. Thì để các bạn thấy được đó là cái thực tế là cái ngành piping, cái nhu cầu thì xin việc cũng như tìm việc làm ở Việt Nam không? Mà nó rất là khả thi. Ok, bây giờ chúng ta quay lại với cái trao đổi. Thì trên màn hình các bạn nhìn thấy này, mình các bạn xem đây, đây là một trong những cái đường ống bản vẽ isometric, một cái đường ống chúng ta thấy rất là rắc rối. Đối với những bạn mà mới tiếp cận với cái bản vẽ isometric thì việc mà xác định và đọc cách đọc bản vẽ thì rất là khó khăn. Đấy, các bạn để ý là bản vẽ rất là nhiều cái chi tiết, rất là nhiều cái thông tin, rất là nhiều thông tin về vật liệu, kích thước, mỗi hàng các tiêu chuẩn thì đường ống và cao độ, tất cả các đều thể hiện trên cái bản vẽ này. Do đó là để nắm được các bản vẽ này, chúng ta phải đi sâu nghiên cứu từng phần. Và trong cái một bài đầu tiên này thì mình muốn chia sẻ và đủ với các bạn mình cách đọc một bản vẽ animatic như thế nào là hợp lý. Ok, đây trên màn hình các bạn là một cái bản vẽ hình chiếu đứng và hình chiếu ngang của một cái đoạn ống, nó gồm 5 phần. Phần 1 phần cách nhau bằng cái gạch màu xanh này, phần 2, phần 3, phần 4 và phần 5, và thể hiện trên cái bản vẽ chiếu bằng. Đây là bản vẽ thể hiện isometric view. Isometric view thể hiện là nó tạo thành một cái góc thường là 60 độ.
Nếu ta đặt trục ở đây thì nó cần khoảng 60 độ. Đây, bản vẽ isometric hình chiếu bằng chúng ta gọi đây là bản vẽ isometric. Đây như vậy các bạn có thể nhìn thấy là cái khuôn bản vẽ này thì nó hình này nó có cái góc nghiêng tầm 60 độ. Và để đọc được các bản vẽ đó thì đầu tiên chúng ta mình tìm hiểu sâu về cái hình chiếu chiếu điện. Đây là một cái trục thể hiện các hướng, tất cả các bản vẽ dùng magic đều thể hiện cái hướng hướng bắc, có ký hiệu hướng bắc. Đây là một cái trục thể hiện 4 hướng, 6 hướng về mặt phẳng là ngang, thì mặt phẳng thể hiện là đông tây nam bắc, đông tây nam bắc, trên hướng trung hướng. Còn bản vẽ isometric thì cũng thể hiện là cái hướng là ngờ, tức là hướng móc và hướng bắc. Đây là một cái bản, các bạn nhìn thấy trên này là cái hình màu đỏ này, mà thể hiện giống như một cái bản vẽ isometric. Cái hai ống hãy có cái đường màu đỏ. Đấy. Thì bây giờ cái hướng này là hướng phía bắc, và để muốn biết được cái hai ống này nó chạy được không nào, bắt đầu từ điểm x nó chạy đông tây nam bắc trái hạ lên xuống như thế nào, thì chúng ta đầu tìm hiểu. Đầu tiên điểm x chạy đường ống nó chạy từ điểm x, thì trong các đường ô màu xanh thể hiện cái khối lập phương tương ứng với các mặt cũng đông tây nam bắc, nhưng mà thể hiện hình 3D. Và thực tế thì cái này ống chúng ta nhìn thì nó chỉ là các đường ống như đường màu đỏ thôi. Bây giờ mình sẽ đi đường ống này trong các kiểu mặt thì đường x này. Thì đường x đường ống nó chạy ngang về hướng này thì so với cái hướng này là hướng bắc, thì nó đi ra đây là tức là nó chạy về hướng đông đông sau cái đường này nó đấy di chuyển lên đây thì này là nó chạy lên này, chạy lên xong nó bắt đầu nó chạy về hướng bắc. Đó. Và cái này nó từ hướng chạy về hướng bắc và từ hướng này nó chạy về đây này, tức là chạy về hướng tây. Đến cái điểm này nó chạy xuống, tức là kết thúc một cái line. Đây là một cái line ống. Các bạn thấy là mình đi từ điểm này đến điểm này nó sẽ như thế nào, với cái chiều này là hướng bắc, thì đến điểm mình đi đây cái chiều này, chiều này là chiều chạy của một chất này trong đường ống, thì đường này chạy đến đây là theo hướng bắc, vẫn đến điểm này theo hướng bắc. Và tại điểm này với bầu nó sẽ hướng một cái góc lên, chỗ này là góc 45 độ, do chỗ này kích thước là 1300, đấy 1300, góc này là góc 45 độ, nó chạy lên góc trên góc 45 độ và nó sẽ chạy về hướng này là
cũng đông. Còn cái này đến Bắc thì đi về cái này thì là cũng đông, chạy về hướng đông, chạy về hướng đông và đến tại cái điểm này thì nó chạy, nó lại bẻ vòng lại và nó sẽ chạy về hướng Bắc tiếp. Sau đó tại điểm này thì nó lại bẻ, nó chạy từ đông sang tây. Điểm này là chạy từ đông sang tây. Đây, chạy từ đông sang tây. Và tại cái điểm này, điểm này thì nó có cái gạch chéo này thể hiện là cái đường vào hai ống này, nó đang đang đi xuống, nó đang đi xuống này thì cũng nó như một cái góc cũng như làm độ giống như vậy này. Nó kích thước này, cũng là 1.300, cũng là và cuối cùng là nó hướng về phía bắc. Đấy, đấy là những cơ bản để nhìn nhận những cái hai ống nó di chuyển như thế nào. Và tiếp theo thì chúng ta đấy làm một cái ví dụ khác về cách di chuyển của các đường ống như thế này. Khi mà các bạn nắm vững được về các hướng đi cũng như cái hướng của cái bàn vẽ, hướng của vai ống như thế nào thì lúc đó thì các bạn nhìn lại, các bạn có thể là bẻ que hay là làm bất cứ gì để nhận diện được cái phương hướng của cái đường ống trên cái bàn vẽ hay là chích. Tiếp theo đây mình sẽ thêm một ví dụ nữa, ta sẽ thêm ví dụ ở đây hình màu đỏ, tương ứng là một cái có đường ống và điểm bắt đầu là điểm X, hướng là hướng bắc của hướng này. Bây giờ thì ống sẽ đi như thế nào? Ống bắt đầu từ điểm X, nó chạy về hướng này ngược chiều hướng bắc, tức là hướng nam. Tại điểm này thì ống đi lên, phía trên, chạy lên phía trên. Và tại điểm này thì đường ống chạy về đây, tức là hướng này hướng bắc thì chạy về đây, tức là hướng tây. Đường ống chạy về hướng tây. Và tại đây thì đường ống thay đổi chiều, lại chạy về hướng bắc. Và từ đây đường ống chạy xuống. Đến đây là kết thúc. Như vậy thì khi mà các bạn nhìn nhận vấn đề là khi mà mình đã hiểu được cái nguyên lý của cái hình và cái algorithm thì khi chúng ta làm một vấn đề mà xem bản vẽ chúng ta rất là dễ hình dung ra. Tiếp theo đây ví dụ nữa thì cho các bạn xem mình có những cái màu đỏ mà đặc biệt là đường ống và bắt đầu từ điểm X chạy theo đường này, tức là chạy về hướng nam. Tại đây đường ống đi lên và tại cái mặt phẳng này, thì các bạn hình dung là trong cái mặt phẳng này, tức là đường ống sẽ không chạy thẳng lên nữa mà nó không chỉ riêng mình đường ống chạy thẳng lên nữa, vừa chạy thẳng vừa chạy phía tây, tức là vừa chạy lên vừa chạy về phía tây. Đến đây thì chỉ chạy thẳng lên thôi, còn đến đây thì nó không chạy lên nữa mà chỉ chạy ngang về phía tây. Đấy, tại điểm này thì đường ống đổi hướng hướng là đối với mặt phẳng này, các bạn nhìn thấy giới hạn về mặt phẳng này. Mặt phẳng đây là một mặt phẳng, cho nó là đường ống sẽ vừa di chuyển về hướng tây mà lại vừa xéo một góc đó. Nó sẽ chạy về đây, chạy về hướng tây, và đây là nó sẽ chạy thẳng về hướng bắc. Không biết ở đây sẽ đi tiếp một ví dụ nữa. Này ví dụ số 4, đây là điểm X, điểm bắt đầu của đường ống. Đường ống sẽ chạy về hướng nam, chạy lên và đổi hướng. Do các bạn nhìn thấy mặt phẳng này, mặt phẳng này thì nó đang làm những mặt phẳng màu đỏ này, và giới hạn bởi cái hình này,
tức là do giữa đây nó sẽ thay đổi, nó vừa chạy lên nhưng mà nó lại không làm ngang nữa, nó sẽ chạy chéo một góc đấy, nó sẽ chạy chéo một góc so với cái mặt phẳng này, chạy chéo một góc so với mặt phẳng này, cạnh bên đầu này, chéo một góc ở đây và chạy từ đến đâu kết thúc nhớ không. Cái phương diện mà để nhìn cái bản vẽ 3D bản vẽ Hieromatic thì thực tế là nó rất khó, nó đối với các bạn là mới tìm hiểu về cái bản vẽ 2D thì cần nghiên cứu kỹ về các hướng nhìn để tránh trường hợp là khi mà mình nhìn nhận cái bản vẽ mình sai với phương hướng cũng như kích thước, hoặc là những khi mà mình để ống thì bị sai chạy một chút. Tiếp theo mình sang ví dụ thứ năm. Đây ví dụ thứ năm, lai ấu là màu xanh đấy, và cái ô này đấy, cái gạch gạch này đó, thể hiện cái gì? Cái gạch này thể hiện là cái đường này, tất cả các đường này cùng nằm trong cái mặt phẳng này. Đấy, nó cùng nằm trong một cái mặt phẳng, mặt phẳng giống như mặt phẳng của cái cạnh cái góc này á, cạnh của hồ này á, đây là nó nằm trong một cái cạnh của hồ. Đây cũng vậy, cái này cũng nằm trong cạnh của một cái hồ, cạnh của hồ này. Đây, đây là trường hợp là nó vừa chạy lên và nó bẻ góc. Đấy, thì bình thường là cái cạnh của cái hộp của nó sẽ nằm bên này, nhưng bây giờ nó chạy một cái góc khác, vừa chạy lên vừa chạy một cái góc, thì cái góc mà vừa nó chạy xéo qua thì là góc này, ok, và góc chạy lên thì nó sẽ chạy ra cái góc này. Đấy, ok, thì tạm thời cái bài đầu tiên này thì mình giới thiệu các bạn về các thứ gì mình làm cái album thực tế là nó như thế nào, thì sau này khi mà cho mình đi các bài tiếp theo đó, thì các bạn có thể dùng ra là cái hướng đi vào bằng đi vào cái đường ống này đấy, là nó đi như thế nào cái để chúng ta dễ nhìn nhận ra vấn đề. Thực tế thì là chúng ta phải tính cái góc, cái góc đường này đó, bao nhiêu đường ống chạy lên chạy xuống bao nhiêu độ, cái này nó rất phức tạp, thì mình sẽ đi tiếp vào cái bài tiếp theo, hy vọng là các bạn sẽ thấy rõ rồi từ trong đó ý kiến gì. Xin cảm ơn các bạn.